Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một công cụ rất hiệu quả trong việc nghiên cứu phân phối của biến ngẫu nhiên, đó là hàm đặc trưng. Hàm đặc trưng được định nghĩa là giả sử x là một biến ngẫu nhiên thì cái hàm đặc trưng của x gì? Hàm đặc trưng của x gì? Tiếng Anh gọi là characteristic function, thì được định nghĩa là ánh xạ đang ký hiệu là phía x đi từ R vào tập số phức C, biến T thành phi xt bằng kỳ vọng của m y t x gì. Thì ta biết là m y t x gì là số phức đúng không? Thì ở đây tại cái m y t x gì được hiểu kỳ vọng của m y t x này, thì ta có là m y phi, có công thức là m y phi thì bằng cos phi cộng với y sin phi. Do đó là ta sẽ hiểu cái e của y tế x này là bằng e của cos tế x cộng với y nhân với e của sin tế x. Đó. Thế thì do là cái e của y tế x có mô đun bằng 1, hay là nói khác là cái trị đối của cos x với trị đối của sin x đều nhỏ bằng 1, nên là hàm đặc trưng của một biến ngẫu nhiên x thì luôn xác định. Bây giờ ta lấy một vài ví dụ về hàm đặc trưng của một số phân phối. Trước hết là ta ví dụ một mà ta tính cái giả sử x là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức BNP, tìm hàm đặc trưng của x. Thì ta có là phi x tại t này thì bằng kỳ vọng của m y t x, và x là có phân phối nhị thức BNP, nên ta biết là xác suất để x nhận giá trị bằng k sẽ bằng tổ hợp chập k của n nhân p mũ k nhân 1 trừ p mũ n trừ k phải không? Với không nhỏ bằng k bằng n. Đó. Thì do đó thì ta sẽ có kỳ vọng của em y tế x sẽ bằng tổng sigma k chạy từ 0 cho đến n của em y tế k nhân với xác suất để x bằng k là tổ hợp chập k của n nhân với p mũ k nhân 1 trừ p mũ n trừ k. Và do đó ta chuyển cái ck của n sang trước này, ta nhóm p mũ k với cả m y t k thì ta có p nhân với m mũ y t tất cả mũ k nhân 1 trừ p mũ n trừ k. Và ở đây thì các bạn thấy ngay là ta có công thức khai triển nhị thức Newton đây rồi, và ta có hàm đặc trưng của x sẽ bằng p nhân với m mũ y t cộng với 1 trừ p tất cả mũ k. Đây là hàm đặc trưng của phân phối nhị thức. Rồi tương tự thì các bạn tính thầy hàm đặc trưng của phân phối Poisson, hàm đặc trưng của phân phối hình học, đó là các phân phối dây dài. Vậy sang ví dụ thứ hai thì ta xét x là z đi, ký hiệu là z là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn tắc là 0,1. Tính hàm đặc trưng của z. Đây, trong phân phối liên tục người ta đã có này, để các bạn xem nha. Ta có phi z tại t sẽ bằng là e của cos của tz đúng không nào, cộng với y lần e của sin tz. Để cẩn thận người ta
có cái ngoặc ở đây. Chắc. Rồi, thế Z có phân phối chuẩn là 0,1 nên là E của cos TZ thì sẽ bằng cái phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của cos của TX nhân với hàm mật độ của Z tại XY nghĩa là 1 trên căn 2π nhân với E mũ trừ XY trên 2 để XY cộng với Y lần cái phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của sin TX đúng không? Nhân 1 trên căn 2π nhân E mũ trừ XY bình phương trên 2 để XY. Ta để ý rằng là cái tích phân của ta đây là tích phân với cận vô hạn nhưng mà nó là khả tích tuyệt đối bởi vì là ta biết là trị tuyệt đối của cos TX thì nhỏ 1 nên trị tuyệt đối của cái biểu thức này sẽ nhỏ hơn trị tuyệt đối của 1 trên căn 2π nhân với e mũ trừ bình trên 2 TX mà ta biết là do tính chất phân phối chuẩn là tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của cái phần này là 1 do đó biểu thức này của chúng ta là khả tích tuyệt đối tương tự cho bên này cũng là khả tích tuyệt đối. Bây giờ cái phần ảo này, cái phần ảo này thì ta nhìn thấy là đây là gì? Là cái hàm dưới dấu tích phân của ta là sin tx nhé, theo biến tích này là sin tx nhân với 1 trên căn 2π e mũ trừ bình trên 2 thì là hàm chẵn hay hàm lẻ nhỉ? Đấy, e mũ trừ bình trên 2 là hàm chẵn đúng không? Còn sin tx là hàm lẻ. Hàm lẻ nhân với hàm chẵn thì là hàm lẻ. Cái biểu thức này của chúng ta là hàm lẻ. Mà hàm lẻ thì tích phân với cận đối xứng từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng thì bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Đó, nên mà không thì ta chỉ còn lại là tính tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của cos TX nhân 1 trên căn 2π nhân với e mũ trừ bình phương trên 2 dx. Bây giờ để tính cái tích phân này thì ta các bạn lấy đạo hàm của Z theo biến T thì do tích phân của chúng ta ở đây là khả tích tuyệt đối nên là khi tạo hàm ra được nó sẽ bằng trừ vô cùng đến cộng vô cùng này. Của 1 chia cho căn 2π nhân với cos tx mà tạo hàm thì biến t thì là thành trừ sin txy và sẽ ra được tx tạo hàm thì biến t thì sẽ ra được một tích ở đây đúng không nhân với e mũ trừ xy bình phương trên 2 txy và ta có thể viết lại khi phải rẽ t này sẽ bằng tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của 1 trên căn 2π nhân với sin tx nhân với d của e mũ trừ x bình phương trên 2. Rồi, và bây giờ áp dụng công thức tích phân từng phần thì ta có công thức này của mình sẽ là bằng 1 trên căn 2π này nhân với sin tx nhân với e mũ trừ x bình phương trên 2 cận từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng trừ đi tích phân từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng của e mũ trừ x bình phương trên 2 chia cho căn 2π này nhân với d của sin tx sẽ bằng là cos của tx nhân với t dx và như vậy ta nhìn thấy là đây khi mà x tiến đến âm vô cùng thì e mũ trừ x bình phương trên 2 tiến đến 0 sin tx thì bị chặn bởi 1 do đó cái giới hạn khi x tiến đến âm vô cùng của biểu thức này là bằng 0 và tương tự giới hạn khi x tiến đến dương vô cùng của biểu thức này cũng bằng 0 do đó cái giá trị của số hạn đầu tiên là bằng 0 chỉ còn giá trị của biểu thức số 2 thì ta chuyển t ra ngoài thì ta sẽ được cái này sẽ bằng trừ t này nhân với tích phân của e mũ trừ x trên 2 nhân với căn 2π của cos tx dx thì đây nó chính là cái thằng này. Nên là suy ra là phi phải z tại t sẽ bằng trừ t nhân với phi phi z tại t. Chắc. Do đó phi phải z tại t thì thỏa mãn cái phương trình vi phân này và ta có phi z tại 0 thì bằng mấy nhỉ? Phi z tại 0 thì là sẽ bằng ta thay vào đây khi mà t bằng 0 thì cái thằng này bằng 0 rồi. Thì còn cái này là cos của 0 lần z là cos 0, cos 0 thì bằng 1 nên là phi z tại 0 là bằng 1. Rồi, bây giờ giải phương trình vi phân này như thế nào? Đấy, thì các bạn đã học môn phương trình vi phân đúng không? Thì cái này ta có thể viết lại là phi phải z thì bằng d phi
chia cho dt bằng trừ t nhân với phi, ở đây khác là d phi trên phi bằng trừ t dt. Đó, ta phân ly biến số ra, để ta lấy tích phân hai về thì ta sẽ có được là phi t sẽ bằng c nhân với e mũ trừ t bình phương trên 2. Và để tìm c thì ta dùng cái điều kiện ban đầu là phi z tại 0 thì bằng 1, ta có phi z tại 0 thì bằng c nhân với e mũ 0, thế suy ra là c phải bằng 1 và phi z tại t hàm đặc trưng của biến ngẫu nhiên z tại t nó sẽ bằng e mũ trừ t bình phương trên 2. Vậy ta vừa tính xong cái hàm đặc trưng của phân phối chuẩn tắc. Thì đối với phân phối chuẩn, cái lắm này ta tính hàm đặc trưng của nó. Thì ta làm gì nhỉ? Bạn biết là khi mà ta làm việc với phân phối chuẩn đúng không? Ta muốn tính toán cái phân phối chuẩn thì thường là ta sẽ đưa nó về phân phối chuẩn tắc. Ví dụ 3 nhé. Đây giả sử x gì có phân phối chuẩn nào là mu sigma bình phương. Đấy, yêu cầu là tính hàm đặc trưng của x. Các bạn nhớ ta đưa cái phân phối của x về phân phối chuẩn tắc bằng cách nào nhỉ? Thì gọi là ta sẽ đặt z này bằng x trừ đi trung bình mu chia cho căn 2 của phương sai, hay còn nói là tôi là chuẩn là chia cho sigma. Thì thằng z này sẽ có phân phối chuẩn tắc là 0,1. Các bạn ta biết rồi này. Rồi, bây giờ ta có hàm đặc trưng của x tại t này thì bằng kỳ vọng của em y tx gì, mà em y tx gì bây giờ thì sẽ tính theo z thì nó sẽ bằng gì, bằng em y t này x gì sẽ bằng mu cộng với sigma nhân với z phải không nào, ta thay vào đây bằng mu cộng với sigma nhân với z. Đó. Bây giờ em y t mu là hàng số, không phải là ngẫu nhiên. Ta có thể đưa ra ngoài, thì ta sẽ có cái này bằng m y t mu nhân với kỳ vọng của m y t sigma z. Đúng nào? Và ta nhận thấy ở đây là kỳ vọng của y t sigma z thì chính là bằng y t mu nhân với hàm đặc trưng của z tại điểm nào? Tại t lần sigma đúng không? Tại t lần sigma. Và do đó ta có phi x tại t sẽ bằng e y t mu này nhân với hàm đặc trưng của z tại t sigma, hàm đặc trưng của z thì bằng tại t thì bằng e mũ trừ t bình trên 2, nên hàm đặc trưng của z tại t sigma sẽ bằng trừ 1/2 em trừ 1/2 t bình sigma bình. Người ta tính xong công thức hàm đặc trưng của phân phối chuẩn tổng quát.